Đồ tin ốc Thanh Vân kết hôn giả để sang Úc định cư, chính chủ lên tiếng. Sáng ngày 9 tháng 4, trên trang cá nhân, ốc Thanh Vân bất ngờ đăng dòng trạng thái gây chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ sự bất ngờ trước tin đồn cô sang Úc theo diện kết hôn giả. Chấn động, đồn tôi liên hôn rồi giờ đồn tôi qua bằng diện kết hôn giả. Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên còn để lại bình luận, cứu tôi bà con ơi. Bài đăng của Ốc Thanh Vân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người không khỏi bức xúc thay nữ diễn viên và khuyên Ốc Thanh Vân không nên quan tâm những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến cuộc sống. Từ khi sang Úc, Ốc Thanh Vân liên tiếp bị đồng thổi với nhiều thông tin không tích cực. Trước khi lên tiếng về việc định cư nước ngoài theo diện kết hôn giả, nữ diễn viên từng phải phân trần trước nghi vấn ly hôn. Vì cô ở Úc mà ông xã trí rùa ở Việt Nam nên nhiều cư dân mạng cho rằng hôn nhân của Úc Thanh Vân gặp trục trặc. Chồng cô thường xuyên đi lại giữa hai nước, tần suất một tháng một lần. Thời gian gần đây, Trí Rùa bay qua liên tục để đón sinh nhật con. Anh vẫn phải về Việt Nam để lo mọi việc ở nhà. Đặc biệt mẹ tôi lớn tuổi, chúng tôi đang rất vui và mặn nồng, Ốc Thanh Vân nói. Đầu năm 2024, trên mạng xã hội, rồi tin Ốc Thanh Vân và gia đình chính thức sang Úc định cư. Tuy nhiên, phía đại diện cho biết vợ chồng nữ diễn viên chỉ đang ổn định cuộc sống cho các nhóc tỳ du học và tranh thủ cùng nhau tận hưởng những ngày đầu năm. Ở Úc, ốc Thanh Vân vẫn duy trì công việc livestream bán hàng trên mạng xã hội. Đồng thời, mẹ biển ba con chăm chỉ tập luyện yoga và tham gia các lớp hướng dẫn cho người khác. Nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ bị tước danh hiệu ưu tú. Tôi đã xem hết album với con mắt nghi ngờ vì tôi sợ có ai đó cắt cúp để gài nghệ sĩ của mình. Nhìn đi nhìn lại thì đúng là Ngọc Huyền xuất hiện bằng xương bằng thịt trong một chương trình có chủ định, có sắp đặt bà Thế Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói về nghệ sĩ thú cải lương Ngọc Huyền. Tháng 7, AZ hành trình 30 năm phát hành DVD và tuần về Việt Nam, trong đó có sự xuất hiện của nghệ sĩ thú Ngọc Huyền. Các sản phẩm của trung tâm Asia đều cấm phổ biến trong nước. Mở đầu là hình ảnh tư liệu khi quân cách mạng tiến vào giải phóng Sài Gòn, được chiếu xen với hoạt cảnh sân khấu các chiến sĩ đầu đội mũ tai bèo đang hùng hổ đàn áp đánh đá thô bạo, làm các nữ sinh áo trắng gục ngã. Sau màn minh họa và các phóng sự di tản, Ngọc Huyền xuất hiện mở màn trong bộ áo dài đen hát ca khúc quê hương bỏ lại, được giới thiệu là một trong những tác phẩm âm nhạc của giai đoạn đen tối. Bà Thanh phát biểu, chỉ cần một chương trình này thôi, Ngọc Huyền không còn xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Chúng ta gần có đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân 2005, và tôi thấy rất cần phải thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Ngọc để làm tăng giá trị được xét mới. Tôi ủng hộ ý kiến không cho Ngọc Huyền về nước nữa. Thời hạn bao nhiêu năm tôi chưa rõ, nhưng phải có sự rõ ràng trong trường hợp của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. lấy tên làm nghệ danh Vũ Hà Ngọc Huyền sinh năm 1970 trong một gia đình trung lưu. bắt đầu sự nghiệp từ năm 87. Ngọc Huyền có bảng thành tích khá dày: hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 90, 2000, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 95, 96, diễn viên được yêu thích nhất giải Mai vàng năm 95 đến 97, 2002 và đỉnh cao nhất là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú 2001. Giữa năm 2002, sau một thời gian bay show qua Mỹ bằng con đường du lịch và ngụ tại nhà ca sĩ Văng bóng một thời Thanh Tuyền, Ngọc Huyền quen biết và chuẩn bị tiến tới hôn nhân với ông Don Nguyễn, con trai Thanh Tuyền, một sĩ quan trong không lực Mỹ. Gần hai năm nay, Ngọc Huyền trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm Asia. Hiện có khá nhiều chương trình của Ngọc Huyền đóng mát Asia trôi nổi ngoài thị trường băng đĩa, phận gái thuyền quyên, tứ đại mỹ nhân, mỹ nhân ngư, viễn du thế giới. Suốt thời gian qua, Ngọc Huyền vẫn bay đi bay về giữa Mỹ, Việt Nam, tham gia các chương trình ca cổ tại Đầm Sen, Hưng Đạo, Thủ Đô. Đó là chưa kể đến những chương trình video và thu âm, ghi hình cho các kênh truyền hình. Cô không xin giấy phép như nhiều nghệ sĩ mang yếu tố nước ngoài khác. Ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh nói, là một nghệ sĩ trưởng thành sau ngày giải phóng, những thành công của Ngọc Huyền chủ yếu nằm trong giai đoạn 30 năm đất nước thống nhất. Ngoài tài năng, có thể nói biết bao nhiêu người đã tạo điều kiện, vun đắp cho cô. Xem xong đi giờ hành trình 30 năm, thấy rõ Ngọc Huyền đã sai rồi. Thực hư chuyện Ngọc Huyền bị cấm về Việt Nam sau 14 năm ở Mỹ, tôi đã xem hết album với con mắt nghi ngờ, vì tôi sợ có ai đó cắt cúp để gài nghệ sĩ của mình. Nhìn đi nhìn lại thì đúng là Ngọc Huyền rồi, xuất hiện bằng xương bằng thịt trong một chương trình có chủ định có sắp đặt. Bà Thế Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, nói về nghệ sĩ ưu tú cải lương Ngọc Huyền Tháng 7, Asia hành trình 30 năm phát hành DVD và tuần về Việt Nam, trong đó có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Các sản phẩm của trung tâm Asia đều cấm phổ biến trong nước. Mở đầu là hình ảnh tư liệu khi quân cách mạng tiến vào giải phóng Sài Gòn, được chiếu xen với loạt hoạt cảnh sân khấu các chiến sĩ đầu đội mũ tai bèo đang hùng hổ đàn đá áp, đánh đá rất thô bạo làm các nữ sinh áo trắng ngã gục. Sau màn minh họa và các phóng sự di tản, Ngọc Huyền xuất hiện mở màn trong bộ áo dài đen hát ca khúc quê hương bỏ lại, được giới thiệu là một trong những tác phẩm âm nhạc của giai đoạn đen tối. Bà Thanh phát biểu, chỉ cần một chương trình này thôi, Ngọc Huyền không còn xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Chúng ta gần có đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân 2005 và tôi thấy rất cần phải thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Ngọc Huyền để làm tăng giá trị đợt xét mới. Tôi ủng hộ ý kiến không cho Ngọc Huyền về nước nữa, thời hạn bao nhiêu năm tôi chưa rõ, nhưng phải có sự rõ ràng trong trường hợp của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, lấy tên làm nghệ danh Vũ Hà Ngọc Huyền sinh năm 70 trong một gia đình trung lưu. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 87, Ngọc Huyền có bảng thành tích khá dày, hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 90 2000, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 95 96, diễn viên được yêu thích nhất giải Mai vàng năm 95 đến 97 2002 và đỉnh cao nhất là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú 2001. Nghệ sĩ Ngọc Huyền vào giữa năm 2002, sau một thời gian bay show qua Mỹ bằng con đường du lịch và ngụ tại nhà ca sĩ Văng Bóng một thời Thanh Tuyền, Ngọc Huyền quen biết và chuẩn bị tiến tới hôn nhân với ông Don Nguyễn, con trai Thanh Tuyền, một sĩ quan trong không lực Mỹ. Gần hai năm nay, Ngọc Huyền trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm Asia. Hiện có khá nhiều chương trình của Ngọc Huyền đóng mác Asia trôi nổi ngoài thị trường băng đĩa, phận gái thuyền quyên, tứ đại mỹ nhân, mỹ nhân ngư viễn du thế giới. Suốt thời gian qua, Ngọc Huyền vẫn bay đi bay về giữa Mỹ, Việt Nam, tham gia các chương trình ca cổ tại Đầm Sen, Hưng Đạo, Thủ đô. Đó là chưa kể đến những chương trình video và thu âm có ghi hình cho các kênh truyền hình. Cô không xin giấy phép như nhiều nghệ sĩ mang yếu tố nước ngoài khác. Ông Lê Duy Mạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh nói, là một nghệ sĩ trưởng thành sau ngày giải phóng. Những thành công của Ngọc Huyền chủ yếu nằm trong giai đoạn 30 năm đất nước thống nhất. Ngoài tài năng, có thể nói biết bao nhiêu người đã tạo điều kiện vun đắp cho cô. Xem xong đĩa Asia, hành trình 30 năm, thấy rõ Ngọc Huyền đã sai rồi. Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng và thông tin nghệ sĩ Cải Lương Ngọc Huyền từng bị đề nghị tước danh hiệu Nghệ sĩ Cải Lương Ngọc Huyền, một ngôi sao Cải Lương thập niên 90 vừa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam sau 14 năm định cư ở hải ngoại. Ngọc Huyền sẽ xuất hiện với vị trí huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế danh ca vọng cổ. Tuy nhiên, khi biết tin Ngọc Huyền ngồi ghế giám khảo, nhiều người đã khá bức xúc vì cho rằng cô từng có lỗi lầm trong quá khứ. Trước đây Ngọc Huyền là một cái tên khá nổi tiếng từng được mệnh danh là nữ hoàng chi bảo video với bảng thành tích ấn tượng gồm hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Trần Hữu Trang, diễn viên được yêu thích nhất của nhiều cơ quan báo chí, giải mai vàng và danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là một giọng ca tốt triển vọng khi đang ở trên đà đỉnh cao sự nghiệp ngọc huyền chuyển hướng sang hải ngoại sau khi lấy chồng và định cư tại mỹ tại đây ngọc huyền đã hát những ca khúc có nội dung không hay về việt nam trên sân khấu asia cô bị đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì lẽ đó một người đã có những hành động không đẹp với quê hương nay lại ngồi ở vị trí giám khảo có phần dạy dỗ và uốn nắn học trò thì có nên không tiêu chí nào để cấp phép cho ngọc huyền về nước làm giám khảo Ông Nguyễn Đăng Trương, cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, vấn đề liên quan tới Ngọc Huyền thì cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và An ninh đều nắm rất rõ. Thực hiện nghị quyết 36 của Ban Bí thư về vấn đề đối với Việt Kiều, trong thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến cơ quan chức năng để cho phép nhiều nghệ sĩ đã mắc những lỗi ở nước ngoài về nước biểu diễn như Khánh Ly, Chế Linh, Thanh Tuyền, Bằng Kiều. Sau khi có văn bản xin của Ngọc Huyền thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chỉ đạo cục xem xét để cấp phép cho Ngọc Huyền chúng tôi đã xin ý kiến các cơ quan chức năng và nhận được sự đồng ý nhất trí với trường hợp này và lỗi lầm của Ngọc Huyền cũng đã xảy ra khá lâu rồi hơn chục năm và người ta cũng ăn năn hối cải rồi còn việc cô ấy từng bị đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì đó là do lúc đó dư luận bức xúc việc cô ấy biểu diễn trong chương trình bây giờ báo chí nêu vấn đề là đề nghị chứ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa nhận được văn bản nào đề nghị tước danh hiệu của cô ấy hiện cô ấy vẫn là đương kim nghệ sĩ ưu tú chứ thông tin của ấy bị tước danh hiệu vào năm 2005 là không chính xác huấn luyện viên Ngọc Huyền nhập viện vì kiệt sức khi tập luyện cho học trò. Vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 18 tháng 2 năm 2017, lên sóng tập cuối cùng của vòng chuyển thể phim chương trình đường đến danh ca vọng cổ trên HTVC Thuần Việt và livestream đồng thời trên kênh youtube của chương trình Điền Quân Entertainment. Trong tập này, bốn thí sinh cuối cùng sẽ bước vào cuộc so tài gay cấn trước khi đến với kết quả tìm ra những giọng ca xuất sắc nhất bước vào vòng tiếp theo. Thí sinh Phương Cẩm Ngọc, đội huấn luyện viên Kim Tử Long sẽ mang đến tiết mục Titanic với câu chuyện tình lãng mạn, đẫm nước mắt. Phần dự thi của cô nàng có sự hỗ trợ của Bá Thắng và Nhật Thanh. Huấn luyện viên Ngọc Huyền dành lời khen cho huấn luyện viên Kim Tử Long vì phần dàn dựng tiết mục này rất tuyệt vời. Chị cảm thấy tâm đắc và quá hay. Nói xong chị còn gửi nụ hôn gió đến nam huấn luyện viên khiến anh không khỏi sao động tiếp đến anh chàng đầu bếp văn nguyên thể hiện vai diễn mà diễn viên huỳnh đông từng đảm nhận vai chính trong bộ phim thiên mệnh anh hùng của đạo diễn victor vũ đây là một trong những bộ phim cổ trang thành công nhất của việt nam phần thi của anh có sự hỗ trợ của nghệ sĩ tô châu văn nguyên chia sẻ những ngày tập vừa qua rất cực nhọc và anh thấy thương huấn luyện viên ngọc huyền vì chị đã lo lắng và ra sức tập luyện cho anh và các thí sinh khác đến mức phải nhập viện vì kiệt sức anh cảm thấy thương và quyết diễn hết mình vì huấn luyện viên của mình Kế đó, cô đào Thanh Tâm, thí sinh mang trong mình dòng máu Ấn Độ của đội huấn luyện viên thoại Mỹ, sẽ tái hiện một trong số những câu chuyện của tác phẩm nổi tiếng nghìn lẻ một đêm. Ngọc Huyền chia sẻ, chị thích cặp mắt biết nói của Thanh Tâm và chị thấy thí sinh đã làm tròn nhân vật cô gái kể cho Đức Vua nghe những câu chuyện khác nhau trong tác phẩm này. Cuối cùng, thí sinh Lê Văn Gàn hóa thân thành một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Cánh Đồng Hoang, một trong những bộ phim điện ảnh kinh điển của Việt Nam. Ngọc Huyền nhận xét, đây là vòng thi mà thí sinh đẹp trai nhất, bởi những vòng trước anh chỉ vào những vai như chàng ngố, kẻ thất tình. Thoại Mỹ cũng nhận xét, Lê Văn Gàn đã có sự thay đổi bất ngờ khi trở về đúng với chất nông dân của mình. Sau tập thi này, những giọng ca xuất sắc nhất sẽ được chọn vào vòng sáng tạo kịch bản.